bên giữa của Sài Gòn. Nhưng đây là trận đấu mà Cao Văn Chiến cùng với các đồng đội ở khu giữa sân đã chơi không quá tốt để có thể kiểm soát được trận đấu, để có thể khiến cho khó khăn của đội Hà Nội trở nên lớn hơn. Lại một sai sót nữa của hàng thủ bên phía Sài Gòn. Tỷ số là 2-0 cho Hà Nội. Đó là bàn thắng của Oseni. Thiago Moura là người đã mắc lỗi. Và sau pha cướp bóng của Hoàng Vũ Samson, cơ hội đã được trao cho Oseni. Nỗ lực rất lớn của Phạm Văn Phong trong trận đấu này cũng không đủ để khiến cho anh có thể chỉ phải một lần vào lưới nhận bóng. Bàn thắng thứ 7 của Oseni ở mùa giải năm nay. Thiago Moura đã quá mệt mỏi trong trận đấu này. Thắng lợi đã trở nên quá rõ. Cú đá không quá mạnh bằng mũi giày của Oseni là vừa đủ để có thể đánh bại được Phạm Văn Phong.